Nói vậy cậu sẽ ở lại Giang Châu sao? Còn phụ thuộc vào cuộc phỏng vấn của mình có thể vượt qua không? Cậu có thể ở lại bao lâu? Cái đó thì khó nói, ít nhất là cho đến khi toàn bộ chuyến tham quan diễn tập kết thúc. Tốt tốt, Tiểu Kỳ, cậu tin mình đi, cậu chắc chắn không thành vấn đề. Cậu tốt nghiệp học viện hí kịch trung ương, cậu diễn ở đoàn kịch nói Giang Châu của họ, đó là coi trọng bọn họ. Vậy đó, hí kịch trung ương thì đã sao? Hôm nay mình đã bị diễn viên đoàn kịch nói Giang Châu làm cho sốc luôn. Là sao thế? Nơi đó thực sự là ngọa hổ tàng long. Diễn viên đó diễn thì sao mình không biết, nhưng ai nấy kỹ nghệ trên người, thực sự tuyệt vời đấy. Mình vốn nghĩ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mình bây giờ thực sự không chắc nữa. Có vẻ như xã hội này nó thực sự không giống như trường học. Tiểu Kỳ, đừng lo lắng nữa. Diễn viên so sánh là kỹ năng diễn xuất, đúng không nào? Đừng để bọn họ dắt mũi, đúng không? Đúng. Nào, 1, 2, 3. Kim Chi. Nào, mình thấy cậu ấy nói đúng. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, cậu chắc chắn không sao. Cho cậu một miếng này. Chúng mình đang chúc cho Tiểu Kỳ buổi casting thành công. Cậu có đến không? Cậu đang làm gì đấy? Mình tiện hỏi thôi, có phúc cũng hưởng mà. Tiểu Kỳ, từ giờ mình sẽ lo bữa ăn cho cậu, kích hợp dinh dưỡng, đảm bảo sắp xếp cho cậu rõ ràng rành mạch. Thật dễ dàng đi gọi đồ ăn rất tiện, có được không? Thế sao mà được? Họ sử dụng loại thực phẩm như nào, gia vị gì, mình sử dụng nó cho cậu. Tất cả đều xanh và tự nhiên. Chọn lựa hàng đầu không cần đâu, mình vốn ăn rất ít, không cần rắc rối vậy đâu. Không không, buổi diễn tập của cậu vất vả như vậy phải không? Dinh dưỡng và năng lượng phải theo kịp, đúng không nào? Tâm Nhất trả lời rồi. Cậu ấy nói sẽ tới. Cút. Cậu ấy hay là mình? Cút hết. Ok. Nào nào. Thời gian trôi nhanh quá.
chớp mắt cái sắp tốt nghiệp đại học cả rồi. Nhớ lại thời trung học, cảnh tượng đó thật sự là như thể ở ngay trước mắt vậy, đúng không? Đúng vậy. Lúc đó thật đẹp, vô lo vô nghĩ, là khoảng thời gian mình nhớ nhất, cũng là thời gian mà mình nhớ nhất. Nhưng bây giờ thời gian thay đổi rồi, mọi người đã thay đổi rất nhiều. Chỉ nói mình thôi, năm nay cũng là một năm hỗn loạn nhất. Năm nay mình ngập lặng với mấy dự án liền, tất cả đều kết thúc trong thất bại. Mình vốn còn muốn làm lễ chào mừng Tiểu Kỳ nữa, cậu có nhớ không? Cũng không ngờ người mua sinh sự dục khổ cả người, làm cho mình trở tay không kịp. Mình đúng. Đừng chỉ nói về mình nữa. Năm nay các cậu thế nào rồi? Tiểu Kỳ, năm nay cậu thế nào? Mình cũng chẳng khác gì. Mình nghĩ mình có thể ở lại rạp hát yêu thích của mình ở Bắc Kinh, nhưng lại không ở được. Không còn cách nào, trời không chiều lòng người. Tình cờ lần này mình ở lại Giang Châu là muốn ở lại đây làm việc chăm chỉ và cố gắng, chuẩn bị xuất phát lại. Cậu lại xuất phát à? Cậu đi đâu? Không phải cậu vừa về quê, chứ không phải vì ở quê có cậu à? Tâm trạng không tốt. Diệu Diệu, nói về cậu đi. Mình không có gì cả. Mình mới ra nước ngoài có một chuyến, đã bị người ta cho leo cây ở sân bay nước ngoài rồi. Đệ tử, đoán xem bây giờ mình đang ở đâu. Mình cho cậu 3 cơ hội. Không đoán được đúng không? Sau đó mình nói với cậu, mình đang ở sân bay Amsterdam. Chuyến bay của mình bị hủy rồi, phải làm sao đây? Tiền tâm nhất, cậu có thể kiểm tra lại sân bay Zurich có còn đóng cửa gì cho núi lửa không? Có chuyến bay nào hạ cánh không? Núi lửa Iceland lúc nào phun không được? Phải là bây giờ. Iceland không phải cách đây xa lắm sao? Sân bay bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn. Mình còn không hiểu bọn họ nói gì nữa. Tiền tâm nhất, cậu có thể gọi lại cho mình. Cậu đang làm gì đấy? Mau cứu mình với. Tiền tâm nhất, cậu rốt cuộc đã đi đâu? Mình đã mất cậu rồi không? Không, là cậu đánh mất mình rồi. Hai cậu đang làm gì đấy? Tâm nhất, cậu nói về cậu đi. Xin lỗi, lâu như vậy không liên lạc với các cậu. Hôm nay mình tới, mình chỉ muốn xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Có thể chấp nhận mình một lần nữa không? Có gì mà có thể không? Tâm nhất, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Nào, mình đại diện chúng ta chào mừng cậu chính thức. Cậu là ai thế hả mà đòi đại diện tất cả mọi người? Không, mình là ông chủ ở đây. Thế phải làm sao? Hay là hai cậu nói chuyện riêng đi. Cậu phải khiến cậu ấy cầu xin sự tha thứ của cậu à? Mình không rảnh. Thế cậu cũng phải có thái độ gì chứ.
Cậu quyết định đi, cậu không phải ông chủ sao? Mình chịu đủ rồi đấy. Vậy mình sẽ làm chủ chuyện này. Thế này, mình đại diện cho tất cả mọi người chính thức chào đón Tam Nhất trở lại tổ chức Tiểu Kỳ lá rụng về cội. Bây giờ chúng ta lại ở bên nhau, vậy thì hãy trân trọng hiện tại được không? Mong tất cả chúng ta luôn ở bên nhau như trước đây, quên đi quá khứ. Những điều không vui, chúng ta hãy cùng nhau nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước phải không? Được. Vậy mình sẽ chính thức tuyên bố, mình Lâm Diệu Diệu chính thức thoát ế. Chuyện gì đây? Mình báo cáo đơn giản chút nhé. Anh ấy tên là Lữ Gia Duy, là đàn anh học cao học ở trường mình. Tiểu Kỳ, cậu đã gặp rồi đó. Hạo Tử, mình nhắc tới người này với cậu rồi đấy. Học nhiếp ảnh, giờ đã tốt nghiệp rồi. Ban đầu chúng mình quen nhau trên một diễn đàn anime. Chúng mình đều làm sáng tác nhân vật anime mà, cùng chí hướng, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hẹn gặp nhau ở các sự kiện offline, nhiều cơ hội để gặp nhau hơn. Có thể để yên cho người ta yên thân ăn cơm không? Hạo Tử, có chuyện gì vậy? Tam Nhất, cậu nói đi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Nào nào, mình hiểu. Đi. Nhìn nhé. Diệu Diệu, cậu có chắc là cậu với đàn anh đó của cậu, cậu thật sự có tình cảm à? Có hay không? Dù sao anh ấy tốt với mình, cũng rất chủ động. Lúc mình ở cạnh anh ấy rất thoải mái, rất tự do. Tiền Tâm Nhất thì sao? Tiền Tâm Nhất có liên quan gì tới mình? Giữa chúng mình từng có gì à? Thực ra ấy, mình nghĩ kỹ rồi. Cậu nói trên thế giới này hoàn toàn không có gì mà yêu nhưng không nói. Mọi sự im lặng chẳng qua chỉ là cảm hứng nhất thời, cho nên nhất định sẽ phải kết thúc. Mình không thể buông tay. Đó là bởi vì không có cách nào để biện minh cho điều đó. Sau đó thẹn quá giận. Bây giờ mọi người đã trở về rồi, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Mình cũng không cần thiết phải suy nghĩ lung tung nữa, tự mình ảo tưởng. 全面科学配方，百年贵族品质， Hyponoka 1897 带您进入正片内容。 Trong lòng thấy sao? Cậu sớm biết có ngày này Hà Tất phải bắt đầu. Cậu nói xem, cậu khiến Diệu Diệu, Hạo Tử, giờ mình không muốn nói về chuyện này. Mình sẽ nói với cậu sao? Được rồi, không ép cậu. Thực ra cậu ở bên ai không quan trọng. Cậu biết mà, với mình hạnh phúc của cậu là quan trọng nhất. Giờ mình rất hạnh phúc, có cậu và Hạo Tử bên cạnh mình, tại sao mình phải không vui? Mình đói rồi, mình sẽ ăn.
Diệu Diệu, cậu và đàn anh của cậu tình cảm thế nào? Khá tốt, rất vui. Thế lúc nào gọi anh ấy ra gặp nhau đi. Nếu như các cậu rảnh vào cuối tuần, cùng nhau đi vào căn phòng bí mật nào anh ấy vừa hẹn mình. Được đấy, càng đông càng vui. Gọi Hạo Tử và Tiền Tâm Nhất đi luôn. Tùy cậu, mình sao cũng được. Mình đưa cả hai cậu về nhé. Tâm Nhất, cậu về kiểu gì? Vậy được thôi, tùy cậu. Hẹn gặp lại các cậu trong căn phòng bí mật vào cuối tuần này. Căn phòng bí mật, mình đừng có ép người ta. Ai cũng có thể lỡ hẹn và biến mất. Mình không phiền đâu. Một trò chơi thôi mà. Vắng mở chợ Dẫn Đông. Mình sẽ đến đó đúng giờ. Mẹ, vậy mình đi thôi. Không sao chứ? Chết tiệt. Từ sáng đến lúc suốt ngày như thế. Mẹ, cô ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Làm cấu cấu đâu ạ? Em ra đây. Xem chị mua gì cho em này. Ra đây xem nào. Từ từ thôi. Nhìn này. Chị lại mua bánh à? Đi, ăn bánh nào. Tối rồi không được ăn. Ăn gì mà ăn chứ. Để đấy sáng mai ăn. Nào, bố cho vào tủ lạnh cho con. Sao? Tự chui vào rọ rồi. Mẹ, trước đây không phải con vẫn nhận tội sẽ được khoan hồng sao? Mẹ thế này là sao? Sao lại nhắc lại chuyện cũ? Mẹ cứ nói mãi một chuyện không ngừng nghỉ, thế thì không được đâu. Cho nên mẹ muốn cho con một cơ hội để sửa đổi. Là sao ạ? Mẹ muốn con tiếp tục thi cao học. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Con không học học tiếp đâu. Có thể đừng ép con không? Làm gì vậy? Giờ con đang thực tập ở đài truyền hình, cuối cùng có thể làm chính thức không? Vẫn chưa biết. Con học là khoa báo chí Đại học Giang Châu. Đó chỉ là loại B thôi. Nếu con không học cao học, nâng cao nền tảng của mình, sau này con định cạnh tranh thế nào đây? Bị mẹ nói đúng thật đấy. Con nghe đồng nghiệp con bảo, trong đài bọn con thực tập sinh mỗi năm chuyển chính thức hiếm có lắm đó. Giống như con sinh viên mới tốt nghiệp muốn được giữ lại thực sự rất khó. Cho nên là con phải cho mình một lối thoát. Đường lui có hàng ngàn hàng vạn con đường, đâu phải chỉ có mỗi con đường cao học này đâu. Mẹ sẽ không làm hại con đâu. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời mẹ, đó là không tiếp tục học cao thêm ở chuyên ngành của mình. Mẹ con đây có năng lực, có thành tích, nhưng mọi người không chỉ xem những điều này. Mẹ, mẹ cứ nói chuyện của mình. Mấy chuyện đó từ đời nào rồi? Mẹ xem thời đại này rồi, đều là anh hùng không hỏi xuất thân. Mèo đen, mèo trắng bắt được chuột đều là mèo tốt, đúng không? Mẹ, mẹ mà được sinh ra vào thời này thì tốt. Mẹ xem bây giờ Internet phát triển như thế nào. Con đừng có mà đánh trống lảng. Có phải con không muốn thực tập tại đài truyền hình đúng không? Có kế hoạch khác à? Không. Không, không, không. Mẹ ngồi xuống đi. Con chỉ là muốn mẹ yên tâm. Với sự khôn khéo của con gái mẹ, ngay cả khi cuối cùng con không thể tiếp tục làm ở đài truyền hình, thì con kiếm miếng cơm cũng thành vấn đề. Có miếng cơm và ăn cơm no và ăn ngon có thể giống nhau à? Tầng lớp xã hội và đời sống tinh thần hoàn toàn khác biệt. Giờ bày ra trước mặt con chỉ có hai con đường, hoặc thi cao học hoặc chuyển chính thức. Những cái khác con đừng hòng. Con cũng không cần suy nghĩ làm gì. Mẹ có thể hại con sao? Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời mẹ chỉ là không có nghiên cứu thêm về chuyên môn của mình, nên trở thành như ngày hôm nay. Mẹ, tại sao mẹ lại quay trở lại lần nữa rồi? Mẹ có thể đừng nói lại từ đầu không? Nãy mẹ đã nói rồi à? Mẹ nói mấy trăm lần rồi. Được rồi, con hiểu rồi.
Cái gì mình sẽ suy nghĩ về điều đó. Mẹ xem, không còn sớm nữa, con có ca sáng ngày mai, con xin phép. Tối nay con đừng có đi, ngủ chung giường với mẹ, nói chuyện tâm sự chút. Là tâm sự của mẹ đấy. Chúng ta nói chuyện tử tế nhé. Con á, nói với mẹ nào, bây giờ con ở đó làm gì? Mẹ sẽ giúp con phân tích tình hình. Tâm Nhất, dừng lại chút đi. Chúng ta đi bộ đi. Tôi không dám yêu cầu Diệu Diệu chấp nhận tôi một lần nữa. Có thể quay lại làm bạn, tôi nghĩ đã là một kết quả tốt lắm rồi. Cậu có thể nghĩ được như vậy thì tốt lắm. Cậu định tới căn phòng bí mật thật à? Bản thân cậu biết, cậu không thể chấp nhận không gian kính, cuộc sống của họ. Tôi không thể giấu mặt được nữa. Tôi có một điều kiện. Tôi đi với cậu. Với tư cách là người giám hộ tạm thời của cậu Giang Châu, tôi phải chịu trách nhiệm về tình trạng thể chất của cậu. Nếu không thì tôi không thể giải thích nói với cô. Được. Diệu Diệu đâu? Đi làm rồi. Sớm vậy? Nói rồi, đi sớm chút, dọn dẹp gì nữa, cho đồng nghiệp và sếp để lại ấn tượng tốt. Cũng coi như có chút suy nghĩ. Xem như hôm qua hai mẹ con ngủ chung nói chuyện này, làm tốt đấy. Truyền xin ít kinh nghiệm đi. Cố gắng bình tĩnh hết sức. Biết bằng lý trí, bằng cảm xúc. Gợi ý tinh tế, lý lẽ ghiền nhỏ nó ra, nói rõ với nó. Nói thế này nhé. So với năm đó anh thuyết phục bố em đồng ý cho hai chúng ta kết hôn còn khó hơn. Chóng mặt quá, nhưng thực sự hiệu quả đấy. Biết nói phải trái với con cái. Không phải anh vẫn nói với em sao? Đừng quát mắng con. Con lớn rồi, có ý kiến của riêng mình và suy nghĩ những gì chúng ta có thể làm. Hướng dẫn đúng cách, lựa chọn thế nào, làm thế nào là tự do chúng nó. Cái gì chứ? Tôn trọng không có nghĩa là dung túng. Làm cha mẹ không thể cứ nhìn nó đi đường vòng được rồi ngã sấp mặt. Nên quản thì phải quản. Đúng đúng, phải quản, phải quản. Đúng rồi, hôm nay em đưa cậu cậu đi nhé. Lát anh ăn xong phải đến đơn vị ngay. Anh có chút chuyện phải đi sớm. Lâm Đại Vi không thể như thế mãi. Em ngày nào cũng đến muộn và về sớm. Bản thân em cũng thấy xấu hổ. Lãnh đạo đơn vị em còn thấy em ngứa mắt đó. Không có lần sau mà. Vô Hiền vợ Thảo. Được rồi, thu mấy viên đạn một đường đi đi. Vô Hiền vợ Thảo. Cấu cấu mau dậy đi con. Mẹ sắp muộn rồi. Chuyện gì vậy? Con muốn đợi Điền Hinh rồi vào cùng. Chúng ta vào lớp rồi đợi. Lát nữa Điền Hinh sẽ đến lớp học được không con? Con không được đâu. Tại sao không? Hôm qua con đã móc ngoé với Điền Hinh rồi. Còn sao chép đúng dấu nữa cơ. Chuyện con hứa với người khác thì phải làm được. Cái này mẹ tuyên dương. Nhưng mẹ đi làm cũng sắp muộn rồi. Mẹ cũng có rất nhiều thành viên trong nhóm đang đợi mẹ. Nếu mẹ đến muộn, họ tức giận thì sao? Đúng không? Bảo bọn họ làm gì thì cứ làm đi. Nói tử tế với con còn không nghe đúng không? Mau vào trường cho mẹ. Con không đi. Con không đi đâu. Còn véo mẹ. Con, để mẹ bế con vào. Cấu cấu. Cấu cấu. Còn không yên. Sao thế cấu cấu? Mẹ mình sẽ không để mình đợi cậu. Mình không quan tâm. Nếu cậu không đợi thì từ xa không thèm chơi với cậu nữa. Điền Hinh đợi mình. Được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta vào đi. Đã đến lớp cùng nhau rồi nhé. Nhanh lên. Tôi là mẹ của Cấu Cấu. Tên tôi là Dương Thắng Nam. Tên tôi là Điền Điềm. Nào, buổi sáng tốt lành. Nhớ uống nhiều nước nhé. Có trái cây trong túi. Hôm nay nhớ ăn nhé. Con biết rồi. Hai đứa này dính nhau thật đấy. Đúng vậy, cảm giác không tách nổi ra ấy. Điền Hinh nói nó đi đâu Cấu Cấu cũng sẽ theo tới đó. Đuổi cũng không đi. Cả đứa còn nhỏ vậy, vẫn chưa có ai đuổi ai nhỉ. Cấu Cấu nhà tôi ngang lắm. Điền Hinh bảo nó đợi là nó cứ đợi mãi. Nhưng trẻ con mà, ngốc quá cũng không tốt. Ngốc, tôi luôn coi nó như một lời khen. Nói thế nào nhỉ?
Tôi thấy cái này là một cái cớ để ngụy biện cho sự kém cỏi của kẻ thất bại thôi. Chị thấy sao? Tôi không thấy gì cả, tôi cũng không biết lô sơ là gì. Triết lý giáo dục của chúng ta không giống nhau lắm nhỉ? Có thể là khoảng cách thế hệ. Khoảng cách thế hệ? Tôi với cô sao? Xin hỏi cô sinh năm bao nhiêu? Mẹ có. Chị đặc biệt thật đấy, vừa gặp đã hỏi tuổi rồi. Tôi à, dù sao cũng còn lâu lắm mới tới tuổi mãn kinh. Năm nay tôi 51, vừa đúng tuổi mãn kinh. Tạm biệt nhé. Kẻ thua cuộc 51 tuổi. Vì vậy hôm nay đạo diễn giải thích, nói một cách đơn giản đó là hai điểm. Thứ nhất, kịch thơ tuy là kịch, nhưng đầu tiên nó là thơ, là ngôn từ và tinh hoa, và được cô đặc và tinh chế, không phải ngôn ngữ nói bình thường. Nếu đã bước vào hội trường diễn tập, các bạn nói với tôi, nói đạo diễn câu này tôi không nói được, có thể thay lời được không? Giờ tôi nói thẳng với mọi người. Không thể. Nói không hay là gì? Tố chất văn học của mọi người chưa đủ. Là một diễn viên chuyên nghiệp, bạn có trách nhiệm, đó là làm quyển chuyển thoại của mình. Nhất định phải đọc lời thoại một cách thoải mái, làm cho khán giả nghe thấy thoải mái. Trong hội trường diễn tập, trước tiên hãy làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Thứ hai, biểu diễn. Biểu diễn mà tôi muốn đó là thanh lịch, nhã nhặn. Mà thanh lịch này, nó không phải là nhịp điệu, mà nó là chuẩn mực về cái đẹp văn hóa trong lòng người khác. Và xét về mặt lời thoại, thoại trong vở kịch này là được trào dâng, sự giao lưu và tư tưởng không ngừng. Tôi sợ nhất là trong không gian này lại có bạn đọc thoại. Tôi không biết tôi đã thể hiện rõ chưa. Hiểu ạ? Rất hiểu ạ. Vậy các bạn đã hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Hiểu rồi ạ. Có kịch bản hết chưa? Nào, giờ đầu tiên chúng ta hãy dùng lời nói để tiếp xúc với câu thoại nhé. Mời các bạn xem có hiểu thật không. Tôi gọi đến ai thì người đó nói nhé. Được không? Thứ nhất, Trương Mạc. Bóng dáng vô định đó lại xuất hiện trước mặt tôi, vẫn giống năm đó bước vào tầm mắt mờ ảo của tôi. Dừng lại. Bây giờ còn chưa đến 7 giờ, sao tôi hình như lại nghe thấy thời sự ấy nhỉ? Có phải yêu cầu vừa rồi của tôi là bạn sợ không? Không sao, không sao. Mới bắt đầu tập dược mà. Nào, cậu tiếp đi. Lần này tôi có nên giữ mọi người lại không? Có phải tôi lại nhớ tới mộng cảnh xưa cũ? Tôi... Cậu đang hát ru đấy à? Bé xíu vậy. Tôi có đặt mic cho cậu thì cái âm thanh này cũng không truyền được. Đặng Tiểu Kỳ tiếp theo. Nào, cứ tới đi. Linh hồn tôi rõ ràng đã cảm nhận được bóng dáng quyến rũ của bạn giống như trước kia vậy, khiến tôi thấy khó chịu. Những kỷ niệm mà các bạn mang lại, cùng với những ngày tháng vui vẻ và những... Tôi dường như nghe thấy tiếng tát bom bóp vào mặt vang dội trong hậu trường diễn tập này. Đây chính là đọc thuộc lòng vừa rồi. Tôi nói đó ạ. Tôi có thể nghe được giọng của bạn rất là chuẩn. Nhưng lời thoại chỉ là phát âm thôi sao? Giáo viên dạy thoại của bạn đã dạy bạn gì vậy? Mình nhấn mạnh một lần nữa, trong không gian này đừng đọc thuộc lòng, không được đọc. Hãy để tất cả sự đọc thơ xuống địa ngục hết đi. Nào, bạn này tiếp. Ta muốn kiểu dân sống, không cần tử long chết. Nếu có một lính một tướng, thiệt hại tính mạng của tướng Triệu, 830 vạn binh mã, 51 vị tướng, tất cả cùng đi theo, sẽ nghe, không thể tiến lên, chỉ có thể lùi về. Triệu Dân, trận đầu đổi khách thành chủ, trận chiến thứ hai. Thế nào nhỉ? Tại sao lại kẹt rồi? Nếu đây là trong công viên thì đã đuổi cậu đi lâu rồi. Đoạn vừa rồi vẫn chưa thuộc lắm. Ông ơi, thầy Lâm giải lao chút đi ạ. Chúng ta đến giờ cơm rồi, ăn chút đi ạ. Không thèm ăn. Tối qua ông đã không ăn gì rồi. Nhà bếp sáng đã đặc biệt nấu cháo cho ông này. Ăn chút đi. Không ăn. Thầy Lâm, cái này thức ăn không ngon ạ.
Thế này nhé, cháu sẽ học một đoạn tên món ăn cho ông ăn cơm nhé. Ông ăn thử miếng đi. Nào, ông nghe nhé. Cháu mời ông ăn thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đùi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng nướng, vịt ôm sấu, thịt gà xông khói, ba chỉ hành, xúc xích thịt khô. Thế nào? Ngon quá. Đạo diễn này của cậu tuyệt lắm mà. Sao lại ác ma thế? Ông ấy đúng là một đạo diễn rất giỏi. Quan trọng là mình thấy ông ấy nói đúng. Cậu không phải là bị ngược quá thành quen đấy chứ? Làm ngành của mình, tất cả phải tin đạo diễn, sau đó giao toàn bộ bản thân cho đạo diễn. Không phải cái tổng bộ đấy, sau đó hình thành sức lực chung. Nhưng mà cậu bây giờ trao đi hoàn toàn rồi, nhưng họ không chấp nhận thì sao? Mọi chuyện còn chưa rõ, mông lung là đang nói mình, chứ còn gì nữa. Không đâu, vừa rồi mình đang đùa với cậu thôi. Danh sách diễn viên của cậu không phải vẫn chưa được công bố sao? Kết quả có thể nghĩ ra rồi. Nhưng điều mình không ngờ là mình đến cả kịch của nhà hát Giang Châu cũng không vào nổi. Bây giờ cuối cùng mình cũng biết, khi các diễn viên được chọn là cảm giác thế này. Tốt nghiệp, cảm giác thế này đây. Trời ơi, tại sao tất cả đều là chuyện phiền lòng thế? Mình lúc này vì để đối phó với mẹ mình, vẫn đang giả vờ làm việc ở đài truyền hình. Cậu bây giờ là đang lấy giấy gói lửa đấy. Nhỡ một ngày nào đó bị bắt thì sao? Giấu được ngày nào hay ngày đó. Hơn nữa, với kỹ năng diễn xuất của chúng mình không thành vấn đề, đúng không? Từ gương của mình, đừng dễ dàng tin tưởng vào diễn xuất của cậu. Mình thậm chí không dám tưởng tượng cái cảnh việc của cậu bị phát hiện. Với tính khí của cô mà không cắt lưỡi của cậu á. Không tới mức ấy đâu. Hổ không ăn thịt con. Hơn nữa mình cũng đâu có làm việc giết người phóng hỏa đâu. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Cậu phải để cho mình một con đường lui chứ. Con đường lui thì phải để. Mình, cho nên mình bây giờ vội đi tìm việc đây. Nếu trong tay có tiền cũng dám chống lại mẹ mình đấy. Vậy chúc cậu may mắn. Mình không thích cái giọng này của cậu tí nào. Vui vẻ lên. Vui lên nào. Thi đấu không chỉ là đối kháng, còn có rất nhiều chi tiết. Từng chi tiết, mọi nhịp điệu, cái này rất quan trọng. Đặc biệt là những quả quan trọng, thời điểm quan trọng, đừng mắc sai lầm trong lúc cần tập trung. Nếu vậy các bạn sẽ rất giỏi. Tình huống nào, cơ hội nào, phải đưa ra quyết định thế nào, cái này chúng ta sẽ không ngừng thảo luận. Hãy động viên nào. 1, 2, 3, cố lên. Cô sao thế huấn luyện viên? Huấn luyện viên, cô ổn chứ? Hay là nghỉ một lát? Lần trước mình quên hỏi cậu, cậu và đàn anh của cậu quen nhau như thế nào? Một tháng trước khi tham gia một vở kịch lớn cùng nhau nên quen. Ngành này của cậu nhiều cơ hội ghê nhỉ. Anh ấy là người như thế nào? Cậu cảm thấy khi cậu hỏi câu hỏi này, cậu đã nghĩ gì chưa? Không, ý của mình là rất tốt không? Mình cảm thấy rất tốt. Tốt hơn cả Giang Thiên Hạo. Không có gì để so sánh. Hạo Tử là một trong những người mình tin tưởng nhất. Nhưng chúng mình không có chủ đề chung. Nhưng đàn anh đó của mình lại khác. Chúng mình nói chuyện rất hợp. Những gì anh ấy nói mình nghe hiểu hết. Đặc biệt thuyết phục. Và cái đặc biệt của cậu vừa xuất hiện, mình biết ngay là Giang Thiên Hạo hoàn toàn hết hy vọng rồi. Cậu được lắm. Cậu giấu kỹ quá, không lộ ra ngoài tí nào.
thấy cậu định khi nào cậu định nói với cậu ấy? Nữ thần, hành vi này của cậu cũng có nghĩa là đang chơi với lửa đấy. Hay là mình cho cậu ít giấy nha? Mình vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng cậu cứ nghĩ mãi cũng đâu được đâu. Mấy hôm nay mình thấy mâu thuẫn lắm. Anh ấy nói anh ấy muốn tới Giang Châu để gặp mình. Mình thật sự không biết bây giờ phải làm sao. Cậu có muốn mình giúp cậu nói qua với Hạo Tử không? Thôi để mình tìm cơ hội tự nói với cậu ấy. Chưa biết chừng mấy hôm nữa mình Bắc Kinh thì sao? Cậu tự nói thì cậu sẽ chần chừ đấy. Cậu nghĩ đi. Để mình nói hộ cho cậu. Để mình nói hộ cho. Phiền quá, đừng nói về mình nữa. Nghĩ về bản thân cậu đi. Cậu thật sự không có ý định nói chuyện với Tiền Tâm Nhất à? Cậu có thật sự ổn không? Được, cậu tự quyết định đi. Mình không quan tâm đến việc của cậu nữa. Dịu dịu đừng giận mà. Mình không giận cậu. Mình sao nỡ giận cậu chứ? Cậu nói xem, tại sao chúng ta phải lớn chứ? Không vui. Anh về rồi. Buồn ngủ rồi à? Con đang làm gì ở đây vậy? Giết zombie à? Chiêu này cao quá. Vừa nghỉ ngơi vừa có thể chơi với con. Không cái nào nghỉ cả. Tập trung thế. Đừng đánh thức mẹ dậy. Cẩn thận mẹ cắn bố. Tỉnh lại sẽ cắn người à? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nhanh lên, giết đi. Chạy gì chứ, sao không đánh? Chiêu này đỉnh quá. Chuyện gì vậy? Em bị ốm. Hôm nay em thấy rất lo lắng. Tức ngực thở dốc. Còn đổ mồ hôi liên tục. Sao vậy? Hay là hãy đến bệnh viện xem. Vào khám cấp cứu. Em lên mạng tra rồi. 80-90% là rung tâm nhĩ. Không sao. Không thể chết ngay được. Em học ở đâu ra đấy? Cảm thấy không khỏe thì lên mạng tự tra. Thế bác sĩ để làm gì? Anh thấy vẫn nên đi khám bác sĩ. Là phúc thì không phải họa. Nghe số đi. Em cảm thấy các cơ quan của toàn bộ cơ thể của mình đang dần cạn kiệt. Đâu đâu cũng khó chịu hết. Sức khỏe thực sự là ngày càng kém. Em đi làm mệt quá à? Làm gấu cấu là ăn sô-cô-la à? Hôm nay ăn mấy miếng rồi? Em phải nằm một lát đã. Cơm trong nồi đó, anh tự ăn đi. Không ai có thể kiểm soát ai. Anh thấy em quát con khỏe lắm cơ mà. Nghỉ ngơi một lát đi. Uống thuốc đi. Đợi tí. Lát nữa tôi uống. Tôi đợi cậu. Tôi nói rồi, lát nữa tôi uống. Trạng thái ổn định, đó là điều kiện tiên quyết để gặp gỡ bạn bè. Đi nghỉ sớm.
Sao vậy? Có chuyện gì à? À, không sao. Có phải anh đang thấy không vui không? Em làm thế thật sự không đúng lắm. Em chưa nói với anh mà đã gọi các cậu ấy đi chơi căn phòng bí mật. Bạn của em chính là bạn của anh mà. Mọi người sớm muộn gì cũng gặp nhau, nhưng cơ hội này gặp nhau cũng tốt. Hơn thế nữa, căn phòng bí mật nhiều người mới vui chứ. Quan trọng hơn, em có thể làm được như vậy là không có anh là người ngoài. Cảm ơn em, dịu dịu. Không, em chỉ sợ anh nghĩ nhiều quá. Thực ra lúc em nói ra em đã thấy hối hận rồi. Là sao? Sợ anh không ok à? Không, không phải. Em... Đừng lo, cuối tuần anh nhất định sẽ lên đồ thật đẹp cho em mặt mũi. Anh không cần phải quá phô trương đâu. Em thấy anh bây giờ cũng rất ổn rồi. Sạch sẽ gọn gàng. Thế này à? Ờ. Được, nghe dịu dịu nhà mình. Ở đó có quán bán đồ ngọt kìa, giảm giá 50% để em mời. Ai vô đạo đức thế, mở một cửa hàng bánh ngọt ở đấy.